Sale công ty Hồ Chí Minh. Hôm nay có một cái siêu phẩm gọi là huyền thoại của dòng Sportbike của Ducati. Thì không nói nhiều nữa. Giờ mình sẽ cho anh em coi ha. Đây. Ducati 848. Sản xuất từ đời từ 2008 tới 2013. Chiếc này là chiếc 2013. Chiếc đời cuối rồi. Chiếc này có một cái rất là bất ngờ. Chiếc này Odo chưa tới 2.000 cây nữa mà không có tua Odo gì đâu nha. Xe rất là mới luôn, cực kỳ mới. Ốc zin đồ còn y nguyên hết nè. Còn cái đầu nè, đầu như con cá, cá đuối. Này giống cá chê hay cá đuối gì không biết nữa. Xuất sắc. Thì nói sơ về cái xe này ha. Cái xe này xài cái máy Testa Jetta 11 độ. Có không ta? À, Testa Jetta thôi. Testa Jetta 849 phân khối. Giống cái máy của Street Fighter 848, 1098. 1198 rồi á. Thì cái máy này là 848 123 mã. Cái này nó còn một cái bản Evo nữa là 848 Evo. 848 Evo là cái tỷ số nén nó cao hơn. Nó lên tới 138 mã. Thì con này nó chỉ nặng có 168 kg. Đó là xe trọng lượng khô nha. Và mình chưa nói đến chuyện mà mình thay bô. Thay bô là nhẹ nữa. Thay bô hay như thông số báo là như nhẹ được khoảng 4 kg hay sao á. Không biết nữa, không chắc nữa. Còn về thiết kế thì hơi quá tuyệt vời luôn. Nhìn cái xe nó bự cho bá. Mà mình lên nó gọn ơ à. Cái bình xăng này. Đó, bình xăng. Chản 3, nhôm. CNC luôn, đẹp quá trời. Đồng hồ. Đồng hồ chút xíu à. Bên đây là cùm Brembo. Cùm thắng với lại cùm côn Brembo hết. Cái kính chiếu hậu này nè. Bây giờ mới để ý nha. Kính chiếu hậu này nó giống như con Bunny V4 với Bunny V2. Là nó bắt hai con ốc dưới đây nè. Bắt hai ốc dưới đây. Xi nhan ở trên đây à. Cái lùng má hết pin. Đỉ mẹ. Ủa rồi nãy thấy còn pin mà. Đó, đang quay nè. Quay không? Đó, xi nhan ở đây. Còn đây là cái phụ của nó, phụ sô qua. Còn dưới đây á, nhiều anh em mà không biết á, tưởng á. Dưới đây á, nhiều anh em mà không biết á, tưởng cái này á. Cái này là cái nước là biết rồi phải không? Tưởng cái này là két nhớt đúng không? Nhưng mà không phải. Cái này là két nước luôn. Cái nhớt của nó là một cái hộp. Là một cái hộp hình chữ nhật vậy nè. Và nằm trong đó là cái hộp nhớt. Còn đây là két nước nha. Két nước lớn nè. Két nước lớn và két nhớt phụ. Két nước phụ. Két nước lớn, két nước phụ. Cái bánh này nó cũng lâu rồi, nó hơi chai nè. Gấp sau một gấp bằng nhôm à, họ xử lý nhìn nó nhôm xước. Thì loại cốt nhỏ giống như 796, motor 796 rồi á. Bô. Hai bô đúc đít. Này là quá đặc trưng hồi xưa rồi ha. Đèn chia nhỏ hai bên. Xi nhan ở dưới đây. Xi nhan dưới đây. Yên cũng vậy.
yên á, nó làm á giống như là mấy con vani sau này á, là mở mở yên trước á là mở bằng hai con ốc này, y chang luôn. Chỉ có cái là chìa khóa này nè của mấy con vani sau này á, là nó giấu xuống bên đây, cái này thì nó còn nằm ở đây. Phuộc phuộc này phuộc gì ta, phuộc xô qua luôn, phuộc sau xô qua luôn. Cái này anh chủ xe chỉnh cho nó thấp hết cỡ rồi. À nó có một cái hay, đó là cái cây linh này nè, cây linh này nè, người ta để sẵn luôn. Cái loại này có thể tăng chỉnh được, anh em tăng chỉnh cho nó cao thấp được cái xe, nó cho phép luôn. Đắp cái này giống như khúc này giống như hai bờ quá. Còn cái này nhôm nè, nghe không? Đó. Chứ nó không có cục cục như là mấy cái con Bunny V2 hay là 95 Bunny V2 hay là kia. À, nghe nè. Khóc. Theo mình biết là mấy con 848 á, như chiếc Fighter 848 á, nó có cái rắc chờ để gắn cú ship. Thì không biết con này có không. Hai gương cầu luôn nè, hai gương cầu luôn à. Ga dây không có ABS luôn, đạp thắng là lớp bánh. Tháng trước tháng sau cũng vậy. Giờ mở máy cho anh em nghe ha. À, còn số không? Cái cầm này giống như Monster 795 nè, 796 nè. Chiếc xe mới có 849 phân khối mà tới 123 mã, quá mạnh. Bây giờ hai bờ thời nay là cũng cái động cơ Testaceta này 937 phân khối mà tới mà nó chỉ có 114 mã thôi. Đi số nén con này cao. Rồi xe gặp xe nó nhẹ nữa. Rồi, chắc là kết thúc video tại đây rồi. Hôm nay có cái xe độc lạ này chia sẻ cho anh em coi ha. Thì anh em nào mà có quan tâm tới Ducati hoặc là muốn mua xe, hay là anh chị em, bà con, cô bác nào mà ở nhà, gia đình đó, họ muốn mua Ducati thì liên hệ mình góc trái màn hình nha. Chứ nắng quá, giờ đi vô. Rồi, cảm ơn anh em và chào anh em nha.